Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu địa hình cao cấp của XDS Model MT1. Thì đây em giới thiệu chi tiết trước đây thì mẫu MT1 là một trong những cái dòng mẫu model cao cấp nhất của dòng Mountain Bike, dòng carbon của XDS. Về lần này em về với chiếc tông màu trắng, điểm chỉ đỏ và đen trên khung xe. Và rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe địa hình cao cấp thì lại về một chiếc đây, XDS MT1. Bây giờ xin mời nhà sản xuất giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái mẫu XDS Mountain Bike dòng địa hình MT1. Thì đây là một trong cái dòng xe địa hình cao cấp nhất tại hiện tại bên em. Dòng khung carbon. Và cái mẫu lần này em về cũng là cái mẫu màu đỏ trắng vẫn như lần trước. Thì như video trước đây em giới thiệu thì cái mẫu model MT1 là một trong những cái dòng mẫu carbon cao cấp nhất của dòng địa hình của XDS. Trên khung xe có chữ full carbon 3K. Đây. Có luôn cái thông số của carbon. Carbon 3K. Cái model của xe là model MT1. Các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái model MT1 của xe XDS carbon. Xe chạy với dây âm sườn cao cấp. Đây là chiếc thứ hai về bên cửa hàng bên em. Về XDS. Với lớp sơn màu trắng đỏ ấy, rất là nổi bật trên khung sinh. Vẫn còn cái mã vạch chính hãng của xe trên còn trên khung. Nguyên bản theo xe. Trên khung có một vài vết xước nhỏ nhưng tổng thể xe cũng rất là đẹp vì xe đã qua quá nhiều sử dụng không thể tránh khỏi. Cái mẫu địa hình cao cấp, rất nhiều hỏi em về cái mẫu địa hình dòng carbon thì lại về một chiếc cấu hình cũng rất là cao, cổ phốt ki đông chính hãng của XDS nguyên bản theo xe. Khá đặc biệt trên khung xe có cái chuông của xe nguyên bản đây. Tay bấm chuông rất là tiện lợi, có thể lắc và xoay. Xe trang bị với cấu hình củ tay lắc, tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Thì như các biết thì những cái dòng xe địa hình mà tuning DOD gần như là chùm cuối của dòng cục truyền động của xe rồi. Trên Acera, Thule, Antut và Alivio. Cụm phanh dầu thủy lực của Premi Sport, phanh dầu thủy lực rất là chắc chắn, an toàn tuyệt đối được bác. Có chữ điều chỉnh cái điều hủy thông số của bộ phanh dầu trên tay lắp cho bác lên tay bấm lên. Đây cũng là một cái tay bấm đầu tiên về bên em. Cái bộ phanh dầu thủy lực được sử dụng chuyển động linh hoạt, an toàn tuyệt đối cho các bác, rất là cao cấp. Cũng là mẫu đầu tiên về bên em về cái bộ tay bấm xả phanh dầu nhé. Bên phải em vào bên tầng đĩa DOD, trang bị với 3 tầng đĩa. Và xe trang bị thêm khóa chỉ thoát chân tay dành cho những cái dòng xe địa hình cao cấp, rất tiện lợi cho các bác. Điều chỉnh khóa sóc thẳng, sóc trên tay luôn. Đúng là sóc trên tay. Kèm theo là giảm sóc hơi, an toàn tuyệt đối của ABS. Tôi có thấy những dòng ABS được sử dụng trên những dòng xe máy hoặc là xe ô tô rất cao cấp. Đây là cái lớp điều chỉnh giảm sóc hơi, có thể tháo ra tùy chỉnh cho các bác theo cái địa hình các bác đi nhún. Độ nhún sâu hơn thì có thể xả hơi ra, bơm hơi vào cái nút ở bên này. Nó hơi vào giọng rất là bền luôn nhé. Sử dụng với cặp vành chính hãng của Mavic 319. Vành cao cấp thì như các bác giới thiệu video trước đây. Những dòng xe đua hoặc là địa hình touring gắn liền với dòng phụ kiện của Mavic đều là những dòng xe cao cấp.
lốp Maxim. Kích thước lốp là 26 x 2,1. Hộp yên nhôm. Yên rất là dày, rất là êm, rất là thoáng các bác, các lỗ ở giữa đây, ngồi rất là thoáng các bác. Cao su silicon, rất là êm. Đằng sau yên thì có cái giảm, có cái lò xo yên này, giúp cho các bác đi những cái cung đường xấu, ngồi không bị sợ tê. Đồ đĩa Prowheel, đồ đĩa nhôm, 3 tầng đĩa. Gạt đĩa của Shimano DOR. Bedan bi vòng mặc đạn. Và củ đề sau là củ đề cao cấp của dòng Shimano SLX trên cả DOR luôn nữa nhá. Xe trang bị với 10 tầng lip. Vành trước là vành sàn, sau là vành cặp chính hãng của Mavic luôn. Lốp Maxim. Kích thước lốp 26 x 2,1. Mẫu địa hình cao cấp nhất của dòng XDS, dòng carbon MT1. Full carbon 3K. Giảm sóc hơi, cấu hình DOD và SLX. Và bây giờ xin tôi sẽ có đứng của khung xe. Vâng, cho các đứng của khung xe em đo là size 42. 53. Cho các ngang là size 53, tức là size S. Thế của các bác là từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip, củ đề Shimano SLX. Đây là xin mời các chi tiết hoạt động của xe. Lên lip này. Cú lip. Chân chua mật mà. Bên đây phải em là đùi thịt rỗng, 3 tầng đĩa. Gạt đĩa DOR. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon.